Hello Vanessa, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong một cái video tin mới nhất về gói cứu trợ. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2020, khi mà cái ngày deadline của cái gói funding cho government là ngày 18 tháng 12 tới đã hết hạn, thì chúng ta cũng đã biết họ đã thông qua và họ cũng đã bàn thảo về cái gói funding 1.4 tỷ đô la. Thì để xem cái gói cứu trợ có được đưa sang song song để mà thông qua cùng với cái ngày funding cho government deadline ngày 18 tháng 12 này không, thì hôm nay cả hai người có cái tầm quan trọng nhất như quý vị đang nhìn ở trên màn hình, đó là bà Pelosi và ông Mitch McConnell. Cả hai người đang cố gắng phá vỡ cái bế tắc của cái gói cứu trợ với một cái cuộc họp vô cùng quan trọng. Thì chúng ta cùng đi vào bên trong để xem cuộc họp vô cùng quan trọng này như thế nào, diễn biến ra sao, và liệu có cái kết quả tốt đẹp đưa ra cho người dân, đến tay người dân cái số tiền hay không, hay vẫn là 748 tỷ không có gói cứu trợ, không có tiền cho các tiểu bang, hay là vẫn là cái sự tranh cãi giữa ông Mitch McConnell và bà Pelosi về cái khoản liability protection, hay là sự tranh cãi không đồng ý trên cái tấm check 1.200 khi mà vẫn chưa có. Thì chúng ta sẽ xem họ đi vào những cái cụ thể ra sao. Thì cái thứ nhất là bà Nancy Pelosi đã mời các nhà lãnh đạo quốc hội đến một cuộc họp tại văn phòng của bà vào chiều ngày thứ ba, với nỗ lực phá vỡ sự bế tắc kéo dài hàng tháng trời, hàng năm, 5 6 tháng trời, chứ không phải hàng tháng trời quý vị ơi, bà nói hàng tháng trời, nó phải rơi vào 5 tháng 6 tháng rồi đó quý vị, về các cuộc đàm phán bị bế tắc của gói cứu trợ coronavirus. Lãnh đạo đa số thượng viện Mitch McConnell và thượng nghị sĩ Chuck Schumer, và lãnh đạo thiểu số của hạ viện cùng với ông McCarthy đều đã được mời tham dự vào cuộc họp lúc 4 giờ chiều theo văn phòng của bà đưa giấy mời, và việc tiếp cận đi kèm theo sẽ mở ra một cửa sổ nhanh chóng để mà đạt được một thỏa thuận rất cần thiết khi các nhà lập pháp dự kiến khởi hành kỳ nghỉ vào cuối tuần này. Đó, thì chúng ta cùng nhìn thấy ông Mitch McConnell đã phỏng vấn ở trên một cái bài phỏng vấn là chúng tôi sẽ gì? Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây without the COVID package, có nghĩa là họ sẽ không rời khỏi cái bàn làm việc cho đến khi mà có cái gói cứu trợ. Nếu như mà giờ họ không họ họ mà rời khỏi cái bàn tiệc đấy thì cũng đồng nghĩa với việc là sẽ phải có cái gói cứu trợ thì họ mới rời cái khỏi cái bàn bàn làm việc này. Thì trong cái buổi chiều của ngày thứ ba, no matter how long it takes, ông ấy cũng khẳng định với phỏng vấn trả lời phỏng vấn với các nhà báo rằng không có vấn đề gì mà không có thể làm được, bắt buộc phải phải có cái gói cứu trợ của cái con COVID-19 này, cho dù là cái thời gian bao lâu cũng phải làm cho đến xong thì mới rời khỏi cái bàn làm việc để đi nghỉ trong cái cuối tuần này quý vị nha. Đây là cái cuộc phỏng vấn phải nói là như gọi là như thép, giống như là cái lời hứa giống của hai người đanh như thép, để xem lần này họ hứa như vậy thì họ có thực hiện được không. Thì họ cũng đã đưa ra cái kế hoạch của cái gói spending cho government là 1.4 ngàn tỷ đô la để tài trợ cho chính phủ tránh shutdown cho đến cuối tháng 9, có nghĩa là 30 tháng 9 năm 2021 đó quý vị. Đó, thì đấy là cái nội dung chi tiết của cái gói này như thế nào, thì em cũng sẽ chia sẻ với quý vị trong một cái video cụ thể. Tại nhà chờ em một tí, tự dưng nhìn thấy có một cái bài báo mới nữa, hình như cũng về gói cứu trợ, xem nó có giống không, nhỡ đâu nó lại có cái thông tin mới hơn. Tại vì cái bài báo này nó ra được gần 1 tiếng rồi đó quý vị, 58 phút này, thành ra là em vừa nhìn nó hiện thêm một cái bài báo nữa để em check xem nó có giống hay không. Ồ, vẫn là cái bài báo đấy, nó chỉ thay cái ảnh thôi, cái ảnh thì nó thay cái khác nhưng mà cái nội dung em thấy vẫn vậy này. Em đang xem ở trên điện thoại đâu quý vị. Tự dưng nó chuyển ra chỗ khác như này.
Đó thì là cái lời phỏng vấn chắc như đinh đóng cột của cả hai người đại diện cho gói cứu trợ quý vị nha. Và cái cuộc họp này người ta gọi là một cái cuộc họp vô cùng quan trọng, và có thể nó sẽ dẫn đến cái sự quyết định của cái gói cứu trợ là con số bao nhiêu. Thì như chúng ta đã thấy, lưỡng đảng đã đưa ra cái sự thỏa hiệp và cả hai bên đều đồng ý trên cái gói 748 tỷ đô la. Các nhà lãnh đạo dân chủ đã không nói rằng họ sẽ phụ thuộc vào tiền của chính quyền địa phương, mặc dù họ có thể phải đạt được thỏa thuận trong tuần này, có nghĩa là bên đảng dân chủ thì họ cũng không có ép buộc là phải đạt được cái sự thỏa thuận ở trên cái gói 748 tỷ đó quý vị. Đấy là bên đảng dân chủ thôi, có nghĩa là họ nói là cái phần 160 tỷ của government and state đó thì họ không có áp đặt quá, nhưng mà bà Pelosi thì bà lại rất áp đặt trên cái phần này. Thì để xem chiều nay họ họp họ sẽ đưa ra những cái sự thỏa thuận như thế nào. Còn riêng bên đảng Cộng hòa thì họ lại rất muốn có cái khoản state and government cộng với cái phần liability protection đó quý vị, tại vì ông Mitch McConnell thì tất nhiên là bên đảng Cộng hòa cũng có những người họ không có đồng ý, nhưng mà nó chia thành hai phe. Có những người thì họ rất là ủng hộ ông Mitch McConnell trong cái phần support cho cái liability, nhưng mà cũng có những thành viên của Thượng nghị sĩ là họ không có đồng ý. Thành ra là bây giờ họ họp để họ đi đến cái quyết định xem là sẽ phân giải về cái gói cứu trợ này ra sao. Nhưng có một cái điều mà vui nhất trong cái nội dung của bài hôm nay, đó là ông Mitch McConnell và bà Pelosi đã hứa là nếu như họ sẽ không có về nhà, nếu như họ không có đưa ra được cái gói cứu trợ trong cái tuần này đó quý vị, thì chúng ta cùng xem cái lời hứa của họ trước những cái trả lời phỏng vấn của các cái phóng viên của nhà báo. Ba mặt một lời như vậy, xem họ có giữ được không nha, trong cái tuần này họ có cho ra cái gói cứu trợ này không. Thì đây mới là cái điều mà chúng ta đáng phải quan tâm nhất. Còn lại cái nội dung thì nó vẫn như mấy cái vừa rồi em chia sẻ với quý vị thôi. Tiền thất nghiệp vẫn là gia hạn của liên bang 16 tuần, 300 trên một tuần, không có retro, chỉ tính từ đợt gối cho đến đủ hết 16 tuần thì chúng ta thôi là trong 4 tháng đó quý vị. Còn lại của tiểu bang thì gối theo cái chương trình của tháng 12. Khi nào mà tiểu bang chúng ta hết ở cái đoạn nào thì họ sẽ gối cái chương trình kết thúc của tháng 12, và sẽ cũng diễn ra trong vòng 16 tuần. Còn lại là bây giờ họ còn phân vân ở cái khoản bỏ cái tiền của tiểu bang 50 tiểu bang vào hay không, government and state hay không, hay là có bỏ cái phần liability hay không, và cái phần 1.200 tấm check nữa. Thì chiều nay họ đã được mà bà Nancy Pelosi tổ chức cuộc họp và mang tên cuộc họp là cuộc họp quan trọng nhất về gói cứu trợ đó. Thì bây giờ để chúng ta thử xem họ sẽ như thế nào quý vị nha. Đây ông Chuck Schumer thì ông ấy lại nói, ông lại trả lời kiểu khác này, thành ra cũng không có biết được là nó như thế nào luôn đó. Thì bây giờ từ giờ cho đến chiều, bây giờ thì giờ Cali là 2 giờ hơn, thì em sẽ chờ cho đến khoảng độ một lát nữa là có thông tin mới đó quý vị. Tại vì thường là 3 giờ chiều giờ California là sẽ có tin mới, thì em sẽ live stream và sẽ chia sẻ với quý vị tiếp về cái một gói cứu trợ này, và thông tin thêm về cái cuộc bầu cử nữa quý vị nha. Cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc đâu quý vị ơi, vẫn chưa có chính thức ai là tổng thống, thành ra chúng ta vẫn còn có những cái thời gian để chúng ta theo dõi tiếp đó. Thì Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây, hôm nay em cũng chỉ lên để thông báo với quý vị về cái gói cứu trợ là hai người họ hứa hẹn với nhau là như vậy, thì để xem họ sẽ như thế nào nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, rất mong quý vị like, share video ủng hộ cho Vanessa, cũng như là bấm chuông đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, bye bye.